Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 358 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Để mở đầu cho tập truyện ngày hôm nay là câu chuyện được kể lại qua lời kể của một anh trai. Anh kể về những câu chuyện liên quan tới khúc sông Đồng Nai. Đây là một cái con sông rất là lớn nghe mọi người. Cái dòng chảy của nó, nói chung là cái lưu lượng nước đó, nó nhiều mà chảy cũng xiết nữa. Có nhiều khúc sông đó, nó khá là bí ẩn. Nhiều cái loại cá lạ lắm, lâu lâu người ta bắt lên được cũng ngay khúc sông này. Đồng thời, nó cũng có những cái chuyện liên quan tới ma gia kéo người xuống đó ngay tại ở sông Đồng Nai luôn. Cũng do là từ hồi nhỏ, năm mà anh học lớp 3, lớp 4 đó, thì cha của anh, ổng đã không có làm ở Sài Gòn nữa rồi. Ổng về dưới chỗ khúc sông Đồng Nai này nè, để mà đi làm cho cái ông anh rể của cha, nói chung cũng là một cái người dượng của anh đó. Hai anh em mới làm tại một cái bè cá ở đây. Khu vực này nó gần cái bến đò Xóm Lá ở Bửu Long, Đồng Nai đó. Nói ra thì ai sống lân cận ở đây, chắc chắn người ta sẽ biết cái chỗ này. Và đây cũng là những câu chuyện anh được nghe, thậm chí là anh được chứng kiến tận mắt luôn. Cái mẫu chuyện đầu tiên, anh nhớ năm đó là anh đang học lớp 8 đó. Đi học về trên đường vậy nè. Đi ngang khúc sông này thì anh mới nghe người ta nhốn nha nhốn nháo nguyên một cái đoạn sông luôn. Bà con chòm xóm rồi á, những cái người nhái đó, người ta bu đen bu đỏ hết. Hỏi những cái đứa bạn của anh đó, thì tụi nó mới nói là ê, có hai cái thằng học sinh mày, nó đi bắn đạn keo á, bắn bi đó. Nó chơi xong rồi cây, nó rủ nhau xuống nó tắm sông, giờ chết ở dưới rồi kìa, mò chưa có thấy nữa. Anh cũng hiếu kỳ mà, rất là mê coi ba cái cảnh mà người ta kéo người chết từ dưới sông lên. Anh chen chân vô cái đám người này cả buổi trời thì mới có thể quan sát được. Anh thấy hiện tại là người ta chưa có mò được ai hết, mà nghe đâu là có hai cái thằng học sinh con trai chơi bắn đạn trên này nè. Hai đứa này mới chơi bắn đạn trên này nè, kiểu giống như là chơi xong rồi cái rủ nhau xuống tắm. Bởi vậy là anh mới thấy trên bờ á, có hai cái quần dài của học sinh thay ra, rồi có thêm hai cái đôi dép nữa. Trong cái túi quần móc ra có 2.000 đồng lẻ à. Anh nghe người ta nói thì khúc sông chỗ này á, nó là một cái lòng chảo, kiểu như là nó sâu hơn những cái đoạn sông bình thường khác, mà nước ở chỗ này á, nó cũng xoáy nữa, kỳ cục lắm kìa. Sau cả buổi trời anh quan sát thấy là những cái người mặc đồ người nhái đó, nhảy xuống kiếm quá trời mà đâu có kết quả gì đâu. Một hồi sau cũng có thêm hai cái người giống như là thầy Pháp vậy đó, cầm đồ nghề quá trời, chèo chiếc xuồng đi ra tới giữa sông luôn. Ra ngoài đó thì hai ông đứng chắp tay lại, rồi niệm Phật niệm chú gì đó quá trời. Thấy ba cái bùa xuống đó ha, cũng đâu có kết quả đâu. Hai ổng mới chạy vô. Khi mà vô tới bờ rồi, hỏi những người thân của hai thằng nhỏ nít này á, kêu về nhà lấy những cái thứ gì mà gần gũi nhất của nó, tốt nhất là lấy cái gối nằm của nó đi, mang ra đây. Nhà của hai đứa này cũng gần thôi, cho nên tầm khoảng 15 phút sau á, thì người nhà cũng đã mang ra được hai cái gối nằm rồi. Ông thầy ổng cầm hai cái gối, bơi ra giữa sông vậy nè. Ổng cũng ra đó đọc kinh đọc chú như hồi nãy thôi. Chỉ khác cái là ổng có thảy gói này xuống sông, giống như là những cái trường hợp bình thường khác vậy thôi. Ở giữa sông nha, mà cái nước bây giờ nó không có chảy xiết, ổng đâu có cần bơi gì đâu. Vừa thảy gói xuống thôi thì cái gói nó không có trôi theo cái dòng nước, mà nó trôi từ ngoài giữa sông, nó trôi lạng vô trong bờ vậy đây nè. Mà phía bờ bên kia á, hai cái gối trôi theo hai hướng khác nhau nha. Khi nó trôi tới một cái chỗ cố định gần cái bờ rồi đó, hai cái gối nó dừng lại. Mạnh cái gối nào nấy xoay, giống như là ở dưới có ai mà lấy cái tay á, xoay cái gối trên mặt nước vậy đó. Là ông thầy biết rồi, ổng mới kêu mấy cái người nhái á, bơi ra tới ngoài này đi, lặn xuống ngay tại cái vị trí ngay cái gối á, là sẽ có đó. Đúng thiệt, anh tận mắt chứng kiến thấy người ta kéo lên hai cái xác người mà, là hai cái đứa bé đó. Nó mới chết hồi nãy thôi đó, vậy mà khi kéo lên rồi nha, hai cái thằng này á, cái bụng nó no nóc, kiểu như là nó đã trương phình lên rồi, cái người thì tím ngắt luôn. Anh rất ám ảnh cái chi tiết như vậy nè, cái con mắt của hai đứa, đứa nào đứa nấy cũng mở trao tráo lên, giống như chết mà không nhắm mắt vậy đó. Đầu cổ tay chân bầm tím à,
Khi mà cha mẹ của nó tới nhìn xác á, ổng bả khóc thì đồng thời tụi nó cũng trào máu họng ra luôn. Máu lỗ tai nó cũng trào ra nữa. Lạ thêm một chỗ nữa, khi mà kéo tụi nó lên á, cái tai tụi nó cứng ngắc rồi. Nó nắm cái tai nó lợi gì nè, thì trong cái lòng bàn tay á, cát không à, kéo từ dưới nước lên nha, nhưng mà cát sình cát dưới sông á, nó vẫn còn sót lại trong cái lòng bàn tay. Mở cái họng ra, khui cái miệng ra thì trong miệng cũng toàn là cát không à. Tại vì dưới đáy sông á, cát ở dưới nhiều lắm. Tại sao hai đứa này té như vậy mà cát ở đâu ra trong họng chứ? Sau khi mà công an người ta tới khám nghiệm xong hết rồi đó, trả xác về cho gia đình, làm đám ma xong, thầy mới dặn hai ngày sau á, cả nhà ra tại cái bến sông này, ra đây cho tôi, rồi tôi dặn mua đồ cúng ha, để mà cúng kêu hồn hai đứa nhỏ này lên nha, chứ nó chết dưới nước á, chưa có lên được mà khó lên dữ lắm. Anh cũng nghe được cái thông tin này, bởi vậy hai bữa sau nắm theo cái lịch trình mà ra ngoài này hóng hớt cái chuyện, coi thử con người ta cúng kiến cái gì ở ngoài. Anh ra thì anh mới thấy là ông thầy ổng có lập một cái bàn thờ nhỏ nhỏ gì nè. Cái bàn thờ có đốt hai cái đèn cầy, đỏ lè đỏ lét à, mà không có thờ cúng gì ai trơn á, chỉ là bài nhang đèn trái cây thôi. Anh có nghe cái ông thầy đó, ổng có kể như vậy. Cái bữa mà đám ma của hai đứa nhỏ đó, thầy có nằm một cái giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao thầy thấy đúng thiệt hai cái thằng nhỏ này. Trên người không mặc một cái tấm vải che thân gì hết, không quần không áo, mà nó đang đứng trước một cái cổng chùa, kiểu như là chuẩn bị đi vô chùa vậy đó, nhưng chưa có vô chùa được nha. Thầy mới đứng đó, thầy mới hỏi tại sao mà hai đứa chết vậy, nói lý do thầy biết coi. Bởi vậy là hai cái đứa nhỏ này nó mới kể cho thầy nghe. Hai đứa đó, một thằng tên là Phú, một thằng tên là Đại. Cái thằng Phú á, nó nói lúc mà con với thằng Đại đang chơi bắn đạn, bắn bi với nhau đó, thì giống như là con muốn xuống sông con tắm, không ai rủ con hết á, con tự nhiên con muốn xuống tắm thôi à. Con mới cởi áo cởi quần ra con xuống con tắm. Con có rủ thằng Đại nữa, nhưng mà nó không có chịu đi tắm với con, nó sợ, nó không biết lội. Thằng Đại nó cũng nói luôn, nó nói đúng thiệt. Cái lúc đó là con thấy tự nhiên đang chơi cái nó bỏ chạy xuống sông tắm luôn hà, con đâu có muốn tắm đâu. Thì trong khi đó thằng Phú nó nói, con vừa bước xuống rồi á, giống như là có ai kéo con xuống sông vậy đó. Cái bàn tay nó mạnh dữ lắm, con dùng dãy quá trời, con ngo lên con kêu thằng Đại nó cứu con, nhưng mà con kêu không có được. Con vừa rớt xuống, thụt xuống rồi đó nghe, thì giống như là có ai dồn cát vô họng của con vậy đó. Ở dưới cái đáy sông này á, toàn là cát không à. Quay trở lại cái thằng Đại trên bờ, nó cũng đang ngồi chơi vậy thôi. Nó thấy thằng bạn của mình ngập lặn ở dưới thì nó biết đang gặp nguy hiểm rồi, cũng còn khôn. Nó chạy nó kêu người ta quá trời luôn mà không ai nghe hết, tại vì ở đây nhà cũng xa xa không hà. Thấy như vậy á, nó định bước xuống nó cứu bạn của mình. Nhưng nghĩ lại, nó đâu có biết lội đâu mà xuống chứ cứu, rủ đâu mình chết chung thì sao. Đang đứng trên bờ nè, thì nó mới thấy có một cái người đàn bà, bà cũng đang lội dưới sông luôn, kiểu như bà đang tắm, bà đang kỳ kỳ cọ cọ cái người của bà vậy đó. Bà ngoắc nó xuống, bà kêu xuống tắm với bà đi. Mà trong khi đó cái thằng Phú á, nó đang ngồi lên lôi cho lụp chụp làm hoài vậy đó. Lúc này á, là con bị thôi miên rồi, cho nên nó là giống như ai kêu con xuống á, con không có biết gì nữa hết á. Con chỉ thấy bà kêu con xuống là con xuống thôi à. Bởi vì con nhảy xuống là bà nhấn đầu con xuống luôn. Hai đứa con bây giờ lạnh lẽo dữ lắm, chết mà không biết tại sao mình chết nữa. Mà con sợ lắm, con sợ cái cảm giác bị ngợp nước á, chịu không có nổi luôn. Mà giờ phải chết rồi chứ sao. Đó là nguyên văn nó nói với ông thầy nghe. Vậy là ông thầy biết khúc sông này có ma có quỷ, ma da nó kéo dò xuống nhấn nước cho chết thế mạng với nó rồi. Thành ra là bữa đó ổng mới kêu ra ngoài lập cái đàn cầu siêu đó, rồi cứu hai cái đứa này, kéo vong hồn của tụi nó lên. Quay trở lại câu chuyện của gia đình anh, là một cái gia đình sinh sống bằng cái nghề nuôi cá ở dưới bè khúc sông ngay tại Bửu Long. Cái thời điểm đó đó, cái bè này không phải là bè của gia đình anh, kiểu như cha của anh ổng làm thuê thôi, giữ bè giùm cho người ta. Mà cái bè đâu phải là gần bờ sông đâu mọi người, nó cách cái bến sông chắc tầm khoảng 20-30 mét. Nó nằm khơi khơi ngoài sông á, mới có thể nuôi cá được. Bởi vậy cứ hễ mỗi lần cái người trên bè muốn lên bờ mua cái gì đó là phải có cái xuồng, cái ghe, người ta bơi xuồng từ bè vô bờ. Đó là cái phương tiện di chuyển duy nhất. Từ ngoài cái mặt đường lỗ lớn á, mình sẽ có một cái con đường mòn nhỏ nhỏ, đi men theo cái đường thẳng đó mới ra được cái bờ sông, rồi ra được cái bè này. Khúc ở đây đó, nói chung á là người dân cũng chưa có được nhiều đâu, thời điểm đó mà. Cái con đường mòn này á, thì xin đi nhờ của người ta thôi. Tại vì cái nhà ở ngoài đầu đường á, là nhà của bà Tám Thu. Đường mòn này của bà đó, đi nhờ của bà. Những cái ngày khi mà anh qua đây nè, anh thăm cha của anh đó, tại vì hầu như ổng ở trên bè không à,
nguyên cả tuần lễ. Lâu lâu thứ bảy chủ nhật á, ổng nhờ người khác canh cái bè giùm thì ổng mới có thể về nhà được. Nhà của anh ở chỗ khác chứ không phải cả nhà sinh sống trên cái bè này. Khi mà mẹ dẫn anh qua đây để mà đưa đồ ăn cho cha đó, anh thấy giữa cái con đường mòn này nó có một cái nhà trống lắm. Cái nhà này chỉ là đóng cái cửa, im ỉm mà nhìn cũ kỹ lắm. Anh nghe cha anh nói cái nhà này là cái nhà quan nha, bởi vì anh sợ. Anh nghe tới nhà quan là anh biết cái nhà này không ai ở. Mà không ai ở thì oán khí rất là nhiều, âm khí nữa, thôi ghê quá à, chỉ dám đi ban ngày thôi. Rồi nguyên ngày cũng đâu có làm gì nhiều, tới trưa là ngủ trưa hà, kiểu giống như là chỉ cần cho cá ăn rồi quan sát này nọ các thứ thôi. Một ngày ba bữa, mẹ sẽ nấu cơm, rồi mẹ sẽ dẫn anh qua tới cái đường này nè, hú ông cha ở ngoài bè đó, kêu ông bơi xuồng ra, đưa hai mẹ con ra ngoài rồi cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, ngồi chơi giây lát thì hai mẹ con quay ngược trở về nhà. Cha của anh thì ổng cũng mê ngủ lắm. Cứ hễ mỗi lần mà hai mẹ con đưa đồ ăn cho ổng ngang cái buổi trưa đó ha, ổng sẽ đưa giỏng toàn ten ngoài bè đó, ngủ hoài à, kêu ổng đâu có chịu thức dậy đâu. Nhiều khi á, anh phải lụm cục đá anh chọi thẳng lên cái nóc bè đó, kêu cái rầm thì ổng mới thức dậy. Đặc biệt những cái lúc mà thấy cha còn đang ngủ á, thì hai mẹ con sẽ cất cái tiếng kêu lên. Mẹ thì kêu á, ông Chính ơi, ông Chính Sái ơi, Chính ơi, thức dậy lấy cơm nè cha. Kiểu vợ chồng với nhau mà, anh cũng kêu nó, kêu cha, ông Chính ơi, đi lấy cơm nè. Thì nghe như vậy á, ổng mới bước xuống cái võng, chèo cái xuồng vô tới bờ lấy cơm. Nhưng mọi người đâu biết rằng, cũng chính vì những cái tiếng kêu này mà khiến cho cha với mẹ của anh bị ma da nó nhát đâu. Sau nhiều lần cứ đưa cơm nhiều cử cho cha hoài thì thấy cũng cực quá hà. Thôi, thì mẹ cũng quyết định mua cho cha một cái bếp ga mini á, để sẵn trên bè đi. Ổng muốn ăn thì ổng tự nấu. Cũng đưa đồ ăn nhưng mà đưa buổi chiều hay gì thôi, chứ đưa hoài rảnh đâu mà đi hoài. Thành ra trong khoảng thời gian sau này, hai mẹ con của anh tuần đi khoảng chắc 2-3 lần à. Cái bữa hôm đó, mẹ con của anh không có qua, bởi vậy là cha ổng tự nấu đồ ăn ở nhà. Khoảng 1-2 giờ trưa, ổng đang nằm lay lất trên cái võng vậy nè, đang ngủ ngon lành thì ổng mới nghe một cái tiếng kêu. Cái tiếng kêu này nó vọng từ ngoài sông á, giống như ai đứng phía vách nhà của mình, mà ngoài đó là ngoài sông luôn rồi. Cứ kêu Chính Sái ơi, Chính ơi Chính, thức dậy Chính ơi, Chính ơi. Cứ kêu vậy đó. Do buồn ngủ mà ổng cũng không xác định đây có phải là giọng của vợ mình hay là giọng của thằng nào không nữa. Ổng chỉ biết kêu tên của mình thôi. Ổng lờm cầm ngồi dậy thì ổng thấy ủa đâu có ai. Trên bè chỉ có mình ên mình thôi. Đang còn say ngủ mà. Kệ, nằm ngủ tiếp. Nằm ngủ tiếp thì mới nghe cái tiếng chọi đá trên cái nóc chòi á. Chọi hoài âm âm ở trên á. Ổng giật mình ngồi dậy, ổng nhìn vô trong bờ thì ổng coi có phải là mẹ con của anh kiếm ổng hay không. Nhưng đâu có thấy ai đâu, ổng nói lạ ta. Không lẽ vợ mình với con mình ra nó kiếm mình mà sao mất tiêu rồi. Đáng lẽ bình thường nó kiếm mình nó phải đứng ở ngoài chứ. Thời điểm đó thì cũng đâu có liên lạc với nhau, có thể là không xài điện thoại. Đó thì thôi, cũng không có nói gì. Tới chiều, mẹ con của anh bưng đồ ăn ra cho cha đó thì ổng cũng hỏi. Mẹ chưng hửng, mẹ nói ủa, hồi trưa tôi đâu có ra làm chi. Thấy lạ quá. Tại vì từ cái hồi mới canh bè tới giờ á, cha đâu hề bị nhát đâu. Ổng cũng kể cho mẹ của anh nghe, nhưng mẹ không có tin. Mẹ nói nhiều khi nằm ngủ rồi mớn đó cha nội ơi, ai đâu mà kêu. Tuốt ngoài này mà kêu làm gì. Ừ thì cha nghĩ chắc có thể là vậy đó, tại nhìn xung quanh đâu thấy ai đâu. Chờ tới tối luôn, hai mẹ con cũng đi về. Đêm đó cha ngủ mình ên trên cái bè này. Trên bè lúc nào cũng nuôi một cái con chó nha, cột nó ở ngoài cái mé sông á, phía ngoài cái hàng ba phía sau đó. Đang nằm ngủ thiểu thiểu vậy nè, thì cha nghe cái tiếng con chó nó sủa quá trời sủa. Bình thường ở đâu có sủa, tại vì ở ngoài sông á, tối hù tối mịt à, đâu có ai ra vô như ở ngoài đường đâu. Nó sủa hoài luôn. Mà ổng đang ngủ, ổng không có thức dậy, ổng chỉ nghe rồi ổng biết thôi à. Nhưng tầm khoảng vài phút sau, ổng mới nghe một cái tiếng giống như là có ai đứng trên bè, nhúng một cái gì nè, nhảy xuống sông một cái đùng thiệt lớn luôn. Nó nhảy làm sao mà khiến cái bè này á, nó nghiêng qua nghiêng lại nhẹ nhẹ gì nè. Tại vì ở phía dưới bè toàn là những cái bồn nước không hà, nó đâu có phải giữ thăng bằng cố định giống như trên bờ đâu. Một người mà nặng ký á, người ta từ trên bè mà người ta nhảy xuống sông, chắc chắn cái bè nó sẽ bị nghiêng, nó bị chao liền. Ổng nằm trên bè, bởi vì ổng biết mà, ổng đi ra nhìn giáo giác gì nè, đâu có thấy ai. Tưởng ăn trộm, nhưng thiệt ra trên cái bè này có cái con mẹ gì đâu mà lấy. Với lại cái bè nó cũng nhỏ xíu à, có ai đâu mà lên đây làm chi. Tuy nhiên lạ một cái là cái con chó, nó cứ nhìn ra cái hướng mà cái sông hồi nãy có người nhảy đó ha. Nó nhìn ra ngoài nó sủa hoài luôn. Cái mặt nước còn nhấp nhô cử động vậy đây nè. Thôi thôi ổng cũng sợ quá rồi.
Ổng kéo con chó vô nhà, ổng đóng cái cửa bè lại là nằm trùm mền ngủ tới sáng luôn. Chưa hết, qua tới sáng bữa hôm sau, do là cha ổng cũng sợ quá đi, mẹ cũng thấy bất an hay sao đó, thành ra hai mẹ con mới đi chợ mua rau muống, mua cá ra đây nè, để mà kho cá cho cha ổng ăn. Mẹ bưng cái bó rau muống xuống với cái bến á, tại vì trên cái bè này nó sẽ có cái bến mình dẫn xuống sông. Bà ngồi đó, bà rửa cái bó rau muống này. Lúc mà để cái bó rau muống trên mặt nước đó, thì mẹ thấy giống như là có ai á, người ta dùng cái tay người ta gị những cái đọt rau muống á, nó bị nhúng xuống sông vậy nè, nhúng một cái thiệt mạnh. Mọi người hình dung cảm giác khi mình đi câu cá, cái con cá nó cắn câu rồi cái phao của mình nó giật xuống một cái thật bất ngờ vậy nè, y chang như vậy luôn. Bà mẹ bà hết hồn, bà giật cái bó rau muống lên á, thì những cái đọt rau muống nó bị đứt răng mới rồi. Đó, thì khi đó đồng thời bà cũng thấy từ dưới mặt nước á, nguyên một cái gì đó nó đen thùi lùi, giống như là có ai mà người ta lặn xuống nước á, cái đầu tóc người ta nổi lên á, nó liều phiều đen thui luôn, kỳ lắm luôn kìa, mà nguyên một cái mảng vậy đó ha. Rồi những cái bọt nước á, nó ù gì nè, nó ốc a à, quá ta nổi lên y chang như là cái người của mình tắm dưới sông, mình lặn cái mình thở cái hơi lên vậy đó, bong bóng nước nó nổi lên. Bà mới sợ quá, bà bỏ luôn cái rổ rau muống, bà chạy là bà nói với cha, bà nói trời ơi anh ơi, anh ơi, anh ra anh coi kìa, tôi thấy cái gì đâu mà nguyên một cái quần đen thùi lùi, y chang cái đầu tóc của ai mà nó bơi nguyên một cái mảng bự lắm, nó kéo luôn cái bó rau muống của mình ở dưới á, rồi á cái bong bóng nước á nó nổi bụt lên vậy nè, thấy ghê quá trời đi. Cha ổng ra đó thì ổng không còn thấy cái quần đen đó nữa, nhưng mà ổng thấy cái nước ở chỗ này nè, nó có những cái gợn nhỏ lên, giống như một cái con thủy quái nó bơi một cách chậm chậm vậy đó. Ổng ớn rồi, ổng biết dưới sông này có cái gì đó bất thường rồi. Hai mẹ con của anh cũng ớn quá, về liền trong ngày hôm đó luôn, bỏ mình ên ông cha ở đây. Ngay trong đêm, ổng nằm á thì ổng thấy một cái giấc chiêm bao như thế này. Ổng thấy là trước cái cửa của cái bè nè, có một cái người con trai, chắc là cũng khoảng mười mấy 20 tuổi đó, đứng đó nha. Hình thù nhân dạng thì rõ, nhưng mà cái mặt mày thì nó mờ căm, không thấy được, ướt nhem luôn, nước nó cứ rớt lợp gì nè, cứ rủ ê ê chính là chính, đi chơi với tao không chính, trẻ măng mà nói chuyện vậy đó, đi chơi không mày, đi chơi không. Ổng y chang như một cái người bị thôi miên luôn. Ổng thấy là mình cứ đi theo nó dẫn mình đi ra tới mà cái mép của cái bè rồi, gần xuống sông luôn rồi. Ổng đâu có biết, thì khi đó cứ ngỡ đâu trong giấc mơ thôi à. Vậy đó mà tới khi mà ổng cứ nghe văng vẳng bên tai cái tiếng bay ba, ổng đâu có biết, cứ ngỡ là trong mơ không à. Bởi vậy là cứ đi hoài theo người ta luôn. Ổng cứ đang đi vậy nè, ổng nghe bên lỗ tai cái tiếng của con mình kêu, là tiếng của anh đó. Tại vì giờ đó cũng đã sáng bửng rồi, anh với mẹ anh á đứng trên bờ kêu để mà ổng chèo cái xuồng ra ổng rước. Đang ngủ mớ mà, nếu như ổng rớt xuống sông giờ đó có thể ổng sẽ bị dập bẻ, ổng đột quỵ là ổng chết, không sống nổi. Nhưng hên, ổng thấy mình chưa có chết, bởi vậy là ổng chèo cái xuồng vô ổng rước hai mẹ con của anh xuống bè. Ổng kể lại hết, thành ra là hai vợ chồng quyết định lên trên nhà của cô Thu á, là cái nhà của cái bà mà cho mượn cái đường đi xuống đây nè, hỏi bà thử coi khúc sông này có cái gì hay không mà sao ghê dữ vậy. Bà nói bộ cô chú mới tới đây làm đúng không, cái sông này nó cũng ghê lắm, tại vì không biết thì sao, chết trôi á thì sông nào cũng có, nhưng riêng cái chỗ này nè, ngay tại cái bè đó, một năm mấy hai năm trở lại đây, không biết thì sao mà chết trôi á, người ta cứ trôi rồi người ta dừng ngay tại chỗ này, nó mắc ngay tại chỗ này, nó không đi chỗ khác được, hiểu không? Có nghĩa là nó trôi xong cái tới chỗ này nó bị kẹt lại, nó vướng cái gì á, hai ba mạng rồi. Mà cái con đen thù lùi đó là ma da đó. Mà sẵn đây tôi nói luôn đây nè, do vợ của chú cứ tới kêu ý a ý hới kêu tên hoài, ban ngày ban đêm thì cũng kêu hết trơn là không có nên. Ở dưới sông dưới suối nữa, người ta nghe cái người ta bắt chước theo. Cái nhà quan đó là nhà của ông Chính Tàn, cũng nhậu dữ lắm rồi chết trong nhà đó luôn. Bởi vậy nhiều khi á, ổng chết ở đó gần bờ sông quá, ổng cũng thành ma da không chừng nữa. Bởi vậy thôi nghe lời tôi, cứ về dưới mua đồ cúng kiến người ta, xin người ta được phép ở lại đây làm ăn đi. Chứ nếu mà không cúng kiến người ta giận cái bắt đầu á, thấy hạp nó kéo hoài đó, rủi bữa nào mà ông bà không đổ là chết luôn đâu có ai hay. Sau đó cha của anh cũng cúng thì không có thấy ai nhát gì nữa, nhưng mà ông cũng ớn trong người quá, hình như là cũng làm thời gian ngắn nữa hả, không dám làm ở cái bè cá này nữa. Và đó là đã hết câu chuyện thứ nhất về sông Đồng Nai. Quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, những cái năm mà sau giải phóng á, chắc tầm khoảng 1980 tới 1985, cái chị gái này không có nhớ rõ. Tuy nhiên,
Chị nói câu chuyện này nó xảy ra cũng rất lâu rồi. Cái thời điểm mà xảy ra đó, chị mới có khoảng 13-14 tuổi thôi. Nhưng khi mà chị biết cái câu chuyện này á, thì câu chuyện này nó đã có từ khoảng gần 10 năm trước đó nữa rồi. Chị gái này á, thì hiện tại cũng đã khá lớn tuổi rồi, tại vì chị sanh vào cái năm 7X, 8X mà. Nói chung á, quê gốc của chị là người Sài Gòn luôn. Chị sống ở quận 8 đây nè. Và cái vụ án này cũng xảy ra ngay tại đây luôn. Chị nói cái năm mà chị 13-14 tuổi á, gia đình của chị cũng khá là khó khăn. Nhà cũng đông con. Cho nên ba má của chị á, đi buôn bán, đi theo cái xe người ta để mà bán đường dài á, bắt tới Nam luôn. Nói chung đi một bận vậy đó là tầm khoảng một tháng, nửa tháng mới về, không có gần gũi cha mẹ đâu. Ở nhà thì chị có sống chung với lại ông bà ngoại. Lâu lâu có mấy anh chị em từ dưới quê lên chơi thôi, nhưng đa số là ở nhà sống với bà ngoại không à. Thành ra như vậy thì thiếu thốn cái tình cảm của gia đình đi. Mặc dầu nhà khó khăn, nhưng ba má của chị thời điểm đó cái tư tưởng cũng tiến bộ lắm. Không có phải con gái là cho ở nhà đâu, bắt buộc phải đi học đó. Đi làm về cũng kiếm tiền cho con mình đi học, chứ không có bỏ đâu. Nhưng chị thì lại nghĩ khác, chị ham chơi lắm. Với lại chị thấy đi học sao mà cực quá à, chị học cũng không nổi. Bởi vậy ở nhà đâu có ai quản lý, đâu có ai la rầy gì, cứ nghỉ học hoài, trốn học cả tháng trời luôn. Ở trường thì người ta cũng muốn tìm tới nhà hỏi coi phụ huynh tại sao cứ để cho cái em nhàn này cứ nghỉ học hoài vậy. Nhưng tới nhà thì đâu có ba má chị ở nhà. Ở nhà cũng có bà ngoại, nhưng bà ngoại tối ngày đi chợ hay là đi ruộng không à. Rồi cũng thôi, cho tới tầm một tháng sau, ba má của chị về nhà thì mới thấy là ủa, hình như cả tháng trời nay bay không có đi học hay sao mà tao thấy bà dở gì không có trơn vậy. Đúng thiệt, qua bữa sau nhà trường người ta cũng tới, người ta mắng vốn quá trời. Người ta nói nếu như mà gia đình á thấy không được thì thôi, cho em nhàn này nghỉ học đi. Nghỉ học kiểu vậy rồi sao dạy dỗ gì nữa. Bà má bà mới la một trận. Bà nói bây giờ á, mày muốn học hay mày nghỉ? Tao muốn tốt cho tương lai của mày, bởi vậy tao với ba của mày cũng phải ráng đi làm kiếm tiền cho mày đi học. Trong khi đó mày ở nhà mày nghỉ học. Đó mày coi coi được không? Rồi sau này không có cái chữ cái nghĩa trong đầu á là khổ nghe con. Tao nói rồi mới mốt mà khổ á, đừng có quay lại trách ba má ngày xưa á, không có cho tôi học hành à. Nhưng thôi, âu cũng là cái số, cái quyết định của chị rồi. Chị nói thôi ba má cho con nghỉ học đi, con ở nhà. Con làm cái chuyện bếp núc nào cũng được. Rồi sau này con có chồng, con về con phụ chồng con, theo chồng đi, khỏi học đi. Đó, thì do chị quyết định, cho nên là ba má chị cho chị nghỉ học luôn. Mặc dầu nghỉ học thì nghỉ nghe, nhưng mà cũng còn chơi chung với một vài bạn thân trong lớp của mình. Trong số đó, có một cái chị gái, tên là chị Quyến. Cái chị Quyến này á, học rất giỏi, kiểu giống như tiểu thơ con nhà giàu ở cái đất Sài Gòn từ xưa tới giờ vậy đó. Gia đình cũng có học thức, danh giá dữ lắm, kiểu gia phong lễ giáo á. Tại vì ba má của chị Quyến này á là làm thầy giáo, rồi người ta cũng là những cái người tri thức á, có viết thơ văn này nọ nữa. Đó thì sau khi nghỉ học, thấy ở nhà làm công chuyện bếp núc buồn quá à, lâu lâu rảnh á là sẽ chạy tọt qua nhà của bạn mình là bạn Quyến á. Qua đó hai bạn gái chơi chung với nhau, có bài vở gì đó đem ra vẽ vời chơi. Qua chơi đỡ buồn là một chuyện, với lại thấy nhà của chị Quyến này nè cũng giàu, cũng có điều kiện. Qua đó nhiều khi mình ăn ké cơm nhà của nó, chứ bên nhà này á, bà ngoại đâu có mua gì ăn đâu, toàn là ăn rau ăn rác không à. Bên đây có thịt cá, có trái cây nữa. Nhưng mà chị Quyến không nghĩ gì hết nha. Người ta giàu chứ người ta rất là bình dân á, kiểu như là rất là thích chơi với lại cái chị này, không có nghĩ gì luôn á, rất là thương nhau. Cho tới một ngày, bữa hôm đó cũng đã xế xế chiều chiều rồi, chị cũng qua nhà của chị Quyến này để mà chơi như bình thường vậy thôi à. Nhà của chị Quyến này cũng ở khu vực quận 8 luôn. Tới bây giờ chị cũng còn nhớ rất rõ, rất là ấn tượng mỗi khi mà qua nhà của chị Quyến chơi. Là tại vì khi qua bển á, nhà của chị Quyến sẽ có một cái mùi rất đặc trưng, đó chính là cái mùi tanh, cái mùi thúi của cá. Tại sao vậy? Là tại vì nhà của chị Quyến này á, chị nhớ gần một cái cây cầu chữ Y, kế bên nhà của chị Quyến chính là cái cảng cá Chánh Hưng ở quận 8 đó mọi người. Ai sống ở đây lâu năm thì sẽ biết khu vực này. Thật ra cái nhà này á, không phải là cái nhà gốc của gia đình chị Quyến đâu. Hồi xưa cũng ở Sài Gòn, nhưng mà ở chỗ khác. Rồi sau này có tiền có của đó, thấy người ta bán lại cái nhà này cũng rẻ, cho nên ba má của chị Quyến này có mua lại cái căn nhà ngay tại chỗ này luôn, cho cả gia đình cùng ở đây cho nó gần. Mỗi lần chị qua chơi thì hầu như chỉ có hai đứa bạn ở nhà thôi à.
Tại vì ba má của chị Quyến á, người ta đi dạy hay đi làm gì đó, đâu có ở nhà đâu. Bữa hôm đó cũng vậy, chị qua thì chị nói cái căn nhà này nè, rất bự, rất rộng. Quận 8 ngày xưa mà, chứ đâu phải sầm uất như bây giờ đâu. Thời điểm đó cái nhà này có sân vườn luôn nha, y chang một cái ngôi nhà ở nông thôn dưới quê của mình vậy đó. Nhưng được cái là cái nhà có tầng lầu, chứ không phải là cái nhà cấp 4 bình thường đâu. Từ cổng mình đi vô sẽ có một cái khoảng sân, phía bên phải là cái căn nhà, phía bên trái sát bên cái nhà này là nguyên cái mảnh vườn trồng cây cối tùm lắm. Cái mảnh vườn này nó kéo dài hình chữ L từ phía này ra tới sau hè của cái nhà luôn. Nói chung bao bọc xung quanh cái nhà này toàn là cây không à, mà đa số kiểu như là cây ăn trái, rồi trồng ba cái chậu cây kiểng gì đó của ba chị Quyến để lại đó, đang trồng. Chung quy lại, đây là hình mẫu của kiểu nhà giàu Sài Gòn cái thời điểm năm đó. Ở giữa nhà có một cái bộ ghế salon vậy nè ha, rồi đi thẳng ra phía sau cũng cái phòng ngủ, rồi cái nhà bếp, cầu thang đặt tại nhà phía sau. Bước lên trên cầu thang là tầng 1, tầng 2, rồi lên tới sân thượng. Sau khi mà chị Quyến mở cửa ra, mời chị vô nhà rồi, chị ngồi ngay tại ghế salon đó. Xong cái chị Quyến mới nói á, ê, bà ngồi đi đi, cái tôi ra nhà sau á, tôi lấy bánh, tôi lấy trái cây ra, hai đứa mình ngồi ăn chơi với nhau. Chị Quyến cũng lấy trái cây ra, hai đứa đang ngồi ăn vậy nè. Chị thấy là cái cửa sổ ngay phía sau lưng của chị á, thì cái cửa sổ này á, nó cũng có kiến, mà cái kiến nó khá là mỏng nha, không phải kiến cường lực như bây giờ đâu. Cái màu kiến á, cũng là một cái màu nó hơi vàng vàng nâu nâu, giống như là cái màu của cái chai sành mà đựng bia ngày xưa đó. Có thể là cái chất của thủy tinh ngày đó nó không có được trong như bây giờ. Chị nhìn ra cái cửa sổ này thì chị có thể quan sát thấy nguyên cái vườn cây phía sau của ba chị Quyến này trồng luôn. Bất giác thôi, chị nhìn ra ngoài thì chị thấy là giờ này mới có 3-4 giờ chiều thôi mà tự nhiên chuyển mưa ta. Chuyển mưa tối hù tối mịt luôn, đen kịnh vậy đó. Bởi vậy là chị Quyến mới nói chị á, ai à, bà ngồi đi, cây để tôi lên lầu á, tôi lấy đồ xuống chứ để phơi ngồi trời mưa nó ướt hết về má tụi bà la. Chị cũng đồng ý, mình ên chị ngồi dưới này. Chị Quyến đi vô nhà trong, bước lên lầu. Trong lúc mà cái bạn Quyến này bạn bỏ lên lầu, chỉ còn mình ên chị này ngồi ngay tại cái phòng khách thôi. Chị thấy cảm giác bữa nay nó rất là lạ so với những ngày trước. Chị thấy cảm giác bữa nay nó rất lạ so với những cái ngày trước mình qua nhà của Quyến chơi. Là tại sao? Tại vì mấy lần trước qua đây chơi á, lúc nào cũng 3 ngày sáng sủa không à. Riêng bữa nay cũng 3 ngày nhưng tại sao trời đất nó tối hù à. Nó kỳ quá đi. Làm trong lòng của chị cũng cảm thấy hơi sợ sợ, với lại nhà của người lạ không phải nhà của mình. Cộng thêm một cái nữa, cái chị này nè là một cái người rất là tâm linh, kiểu giống như là cái chỗ nào có âm khí á, chị có hơi cảm nhận được. Mặc dầu chị chưa thấy được người ta đâu, nhưng mà chị thấy cái người của chị á, nó có cái luồng điện nó kỳ kỳ làm sao á, nó ngộ dữ lắm luôn. Đó thì không biết ai xui khiến chị á, chị đứng dậy, chị quay lưng lại, chị nhìn ra cái cửa sổ á. Cái chỗ đó là cái chỗ lấy ánh sáng, đồng thời nhìn ra được cái mảnh vườn trồng cây kế bên nhà của chị Quyến luôn. Chị nhìn tổng thể khu vườn này chị thấy là cái vườn trồng rất nhiều cây tạp, chứ không có tập trung trồng cây gì hết trơn á. Nhưng mà chính giữa cái vườn này nó có một cái cây mít. Cây mít không hề có trái. Cái cây mít rất là cao luôn. Mà lạ một chỗ như vậy nè. Cái thân cây mít á, nó ốm nhách ốm nhơ mà. Kiểu giống như là nó không có được tưới nước, nó không có chất dinh dưỡng gì hết. Tuy nhiên, những cái cành, những cái lá của nó thì rất là tốt nha. Mọi người hình dung không? Giống như cái cơ thể của mình, cái người thì nhỏ ốm nhách, mà tay chân thì nó béo phì, nó phì ra vậy đó. Không hiểu sao, giống như có cái năng lượng gì đó, nó khiến chị phải thu hút. Chị nhìn nguyên cái cây này, chị nhìn hoài luôn. Chị thấy cây lạ quá. Cái lá mít á, cái màu nó cũng đậm hơn là những cái lá bình thường nữa. Một cái màu xanh rất đậm. Nhánh cây nó cũng bự thù lùi nè, nhưng tại sao cái cây á, nó ốm yếu khẳng khiu, nó kỳ lắm. Ở dưới gốc cây có thêm một cái hồ cá nhỏ nhỏ. Cái hồ cá người ta xây bằng xi măng đó, bây giờ ba cái rong rêu nó đóng hết trơn à. Ở dưới cũng có nước xem xét, nhưng mà đâu có nuôi con cá gì đâu. Rồi có thấy thêm những cái cục đá đó, người ta bỏ vô trang trí á, có mấy con cò trắng trắng á. Chị nhìn chị hơi rợn rợn trong người, tại vì cảnh tượng nó hơi hoang tàn một xíu. Chị cứ bị cuốn vô đó. Chị đứng chị nhìn hoài luôn. Chị nhìn hoài nhìn hoài nhìn hoài vậy nè. Một hồi không biết giờ giấc gì hết thì chị mới thấy một cái bàn tay gõ lên phía sau lưng của mình cái chát gì nè. Quay qua thì thấy đó là Quyến bạn của mình. Quyến hỏi ê ê, hồi nãy giờ bà làm gì bà nhìn ngoài dữ hả? Tôi kêu bà quá trời luôn bà không nghe. Bà làm gì vậy? Đói bụng chưa? Tôi bới cơm hai đứa mình ăn nè.
Thiệt tình là hồi nãy giờ Quyến nó kêu mà chị không hề nghe luôn á. Lúc đó chị muốn đi về liền. Chị cảm thấy sợ sợ trong người. Cái năng lượng nó mang lại khiến cho chị không muốn ở đây nữa. Cây chị mới nói thôi thôi thôi, tôi về Quyến ơi. Tôi không ở đây nữa đâu. Tôi về nghe, tôi có chuyện ở nhà. Tôi về tôi còn rửa chén nữa. Để hồi má tôi về má tôi la. Mà cái mặt của chị kỳ lắm. Chị buồn buồn kiểu sao á. Tại vì đang vui vẻ mà. Chưa gì hết trơn cái tự nhiên bỏ về rồi. Chị Quyến kia chị mới năn nỉ chị nói thôi. Thôi ở lại chơi với tôi đi. Tại vì ba má tôi đi làm chưa về. Mà giờ này chuyển mưa tối hù rồi tôi không dám ở nhà mình ên. Ở lại chơi với tôi xíu đi rồi chừng nào ba má tôi về á. Rồi nhàn hả về. Thấy bạn mình nó kêu thấy tội nghiệp quá đi. Chị cũng bấm bụng ở lợi chứ thiệt ra là chị cảm thấy kỳ cục trong người lắm. Nổi ốc ác hết trơn luôn. Cái người đổ mồ hôi trộm vậy nè. Vừa nói xong là đổ mưa. Mưa ầm ầm rất là lớn. Tạnh cơn mưa là ba má của chị Quyến về. Chị cũng tọt về nhà luôn. Rồi bắn đầu tầm khoảng 3-4 ngày sau. Chị rảnh rang rồi á. Mới qua nhà của Quyến bạn mình chơi. Giờ đó cũng tầm khoảng trưa. Chị mới vừa chạy chưa kịp tới nhà của chị Quyến đó thì chị thấy là nguyên cái khúc đường gần tới nhà của Quyến á, bà con người ta đông dữ lắm luôn. Người ta bu nhốn nháo con vậy nè. Mà trong khi đó có cả những cái người mặc quân phục của công an nè. Rồi có luôn những chiếc xe cứu thương, những chiếc xe công an thời điểm đó đó. Nhiều dữ lắm. Giống như là ai đánh lộn đánh lạo gì đó rồi người ta căng ngăn ra. Hoặc là án mạng gì đó thì chị không có biết. Chạy gần gần tới á, chị cứ tưởng trong cái xóm nhà của Quyến á, có gia đình nào bị cái gì hay là án mạng gì không hà. Nhưng chạy tới trước nhà của Quyến rồi thì mới thấy là người ta giăng những cái sợi dây á, bao quanh cái nhà của Quyến lại luôn. Có nghĩa cái nhà đang gặp vấn đề chính là cái nhà của ông bạn mình. Thành ra chị đâu có vô được đâu. Người lạ không vô được. Chỉ có những người liên quan người ta mới có thể vô được. Hoặc là chủ nhà thôi. Chị đứng ở đó thì chị cũng thấy là Quyến đang đứng trong nhà. Ba má của Quyến cũng đứng ở đó coi. Những anh công an đang xốn xa xốn xáo gì nè. Mà cầm trên tay dẫn theo một cái người thanh niên. Chị nhớ rất rõ cái khuôn mặt của người thanh niên này luôn. Tới bây giờ không quên được. Nói chung nhìn cũng đẹp trai. Cao ráo, cái mặt chữ điền. Tốt tướng lắm nha. Kiểu giống như là chị nhìn đó thì chị đoán cái người này chắc tầm khoảng ngoài 30 tuổi. Đang bị còng hai cái tay lại vậy nè. Công an người ta dẫn đi. Rồi công an người ta nói cái gì đó chị nghe không có rõ. Người ta chỉ làm chỉ chỏ chỏ cái người thanh niên đó. Kêu làm cái gì thì người thanh niên đó làm y chang vậy. Chị càng nhìn kỹ cái khuôn mặt của người thanh niên này á. Mặc dầu cái mặt cũng khá là điển trai nha. Nhưng con mắt rất ác. Con mắt lúc nào cũng lườm người này lườm người kia gì nè. Cái con mắt nó có thần á. Nó sắc lẻm mà giống như làm. Cái cảm giác đây là một cái người sát nhân á. Kiểu như nhìn là biết cái thằng này tội phạm liền luôn á. Cái mặt rất ác luôn. Mà ác nhất là con mắt. Đứng kế bên người thanh niên này cũng là một cái người phụ nữ nữa. Cũng bị còng luôn. Cái người phụ nữ đó kiểu trung niên rồi. Tầm khoảng ngoài 40. Mà nhìn rất sang trọng. Giống như là cái tầng lớp kinh doanh tri thức ở Sài Gòn vậy đó. Sang trọng cực kỳ luôn kìa. Cũng bị còng tay luôn. Cây chị mới thấy là hai người này đang chỉ chỏ rồi đứng nói rồi bắt đầu á hả. Cầm cái len đào đào xới xới. Giống như là đang diễn tập hay đóng phim gì đó. Thời điểm đó chị đâu có biết. Đâu có biết cái việc mà người ta dựng lại hiện trường sau cái vụ án là cái gì đâu. Trong nhà lúc này chị Quyến mới thấy chị. Đó mà chị đâu có vô được nhà. Chị Quyến mới nói mấy chú công an á. Nói đây là em của con nè. Người trong nhà không à. Chú cho vô nhà đi. Để mà chị được quan sát. Chính vì như vậy chị mới được lọt qua cái khu vực này. Chị vô tới trong nhà chị quan sát luôn. Chị mới vô. Chị đứng ở đó quan sát cùng với gia đình của chị Quyến này. Mà chị thấy Quyến bạn của mình á. Cái con mắt của nó cứ rưng rưng vậy nè. Kiểu nó vừa sợ nó vừa buồn á. Giống như nó không biết là cái nhà của mình đang xảy ra chuyện gì. Tại vì chị nghe loáng thoáng bà con chòm xóm người ta nói là cái vụ này không có liên quan tới nhà của chị Quyến. Mà có liên quan tới một cái gia đình khác. Cái người đó từng là chủ trước của ngôi nhà này. Bà má chị Quyến cũng đứng ở cửa sổ coi hoài. Tại vì á, chị thấy là gần cái gốc cây này nè. Cái gốc cây mít đó. Cái cây mà lạ chị thấy là tại sao cái lá nó quá đậm đi đó. Đúng ngay chỗ này luôn. Hai cái người mà đang bị còng tay á, là một cái người thanh niên. Với là một cái người đàn bà. Chỉ xuống cái chỗ này nè. Kêu đào lên đi. Thì công an rồi những cái người có nghiệp vụ á. Người ta cũng lấy len lấy xẻng người ta đào xuống cái chỗ này. Càng đào xuống á. Thì người ta mới thấy lú lên có hai cái bàn dọ như là trời. Đúng thiệt luôn. Đào thiệt sâu xuống đó thì thấy có một cái bộ hài cốt. Lộ nguyên hình nguyên dạng ra. Kéo từ dưới kéo lên á. Thì cái bộ hài cốt đâu có được nguyên dạng nữa. Xương sẩu nó rã ra hết trơn rồi. Công an người ta mới nói á. Cái người này đây nè, bị sát hại mà chôn ở dưới này á,
chôn theo cái tư thế thẳng đứng, chôn cái đầu cắm xuống đó rồi chổng cái giò lên trên. Ác ôn không? Mà trong khi đó hai cái người bị còng này chắc chắn là hung thủ rồi. Hỏi ra thì những người vòng vòng ở đó người ta mới đồn với nhau á. Trời ơi, cái bà là cái bà Kim, bà ở cái nhà này hồi đó đây nè. Mà cái thằng quỷ này chính là cái thằng Phong chứ ai. Thằng Phong này hồi đó là thằng rể của bà mà. Tại sao mà bà già vợ với lại thằng rể bị bắt cùng lúc vậy? Thời điểm đó bà con chòm sống ở đây người ta chưa biết được cái xác nằm ở dưới là ai nha. Chưa có biết, tại vì công an chưa có kết luận, với lại hai người này cũng chưa có khai nữa. Sở dĩ người ta biết tới đó chính là có những người ở đây lâu năm, người ta từng biết bà Kim này bà ở đây mà. Nhưng sau khoảng thời gian bà không ở đây nữa, bà bán căn nhà này lại cho cha mẹ của chị Quyến, bạn của chị đó. Chị thấy trời ơi, kéo cái bộ xương này lên đó, rã bèn hết trơn rồi, xương sẩu đâu còn dính với nhau nữa. Cái người này hình như thời điểm đó không có mặc quần áo gì hết đó. Chỉ còn duy nhất một cái quần tà lõn, cái quần chất liệu bằng ni lông đó, nó còn sót lại thôi à. Đâu có mảnh áo mảnh quần gì đâu, thịt thà không còn nữa. Cho nên có thể cái bộ xương này đã được chôn cách đây rất lâu, chứ không phải là vài tháng trước đâu. Tới lúc này ai cũng đã hiểu đây là một cái vụ án mạng, mà hung thủ chính là những người trong nhà, người thân ruột thịt với nhau. Sau cái vụ án này thì người ta cũng có lên báo nghe. Thời điểm đó lên báo công an hay gì đó, ra một cái số rất đặc biệt. Tại vì cái vụ án này á, nó có liên quan tới cái chuyện gia đình loạn luân, rồi liên quan tới cái vấn đề đạo đức thoái hóa của con người nữa. Nội dung của vụ việc là như thế này. Theo như cái lời khai của cái bà Kim cùng với lời khai của thằng Phong là cái thằng rể của bà đó, bà nói hồi trước vợ chồng của bà là một cái cặp vợ chồng rất thành công trong xã hội, là người buôn bán, trí thức, làm ăn, nói chung có địa vị trong xã hội mới xây nên một cái nhà lực lưỡng như vậy. Vợ chồng ở đó thì cũng đâu có hạnh phúc gì, tại vì bà là một cái người đàn bà rất đẹp, trong khi ông chồng của bà đó, ổng cũng đã khá lớn tuổi rồi. Ông chồng của bà thì ổng tên là ông Chấn. Cái ông Chấn này ổng làm trong nhà nước á, tối ngày ổng cứ đi giao thiệp người này người kia không à, ít có ở nhà với bà. Mà bà là một cái người phụ nữ có tiền mà, chân diện dữ lắm, chơi với bạn với bè, và thậm chí bà có sở thích rất là mê trai trẻ. Thành ra nhiều lần bà đi ăn dụng ở ngoài á, ổng đâu có biết. Mà đôi khi ổng cũng đi ăn dụng nữa, bà cũng có biết đâu. Vợ chồng cứ sống như vậy đó. Lúc đó hai vợ chồng cũng đã có với nhau hai mặt con rồi. Cái người con gái lớn tên là Cẩm, chị Cẩm thời điểm này cũng đã 22-23 tuổi. Còn cái thằng con trai út á, tên là Điền, con trai út khoảng 15-16 tuổi thôi, vẫn còn đi học, mà học kiểu là trường sang, trường xịn ở Sài Gòn nha. Ổng với bà cũng sống bình thường phay phay, đi làm vậy đó, chứ bà đi chơi nhiều hơn đi làm. Trong một lần bà đi coi hát, coi kịch gì đó, bà có thấy một cái người thanh niên, vô tình chạm mặt thôi à, cái cũng nói chuyện giả lả với nhau. Bà mới ngỏ lời là bây giờ con có muốn cưới con gái cô không? Cô làm mai cho. Tại vì con gái cô nói chung nó cũng đẹp đó, mà giờ chưa có cái mối nào hết. Thấy bay cũng đẹp, người cũng tốt tướng nè, về làm rể cô đi. Cái anh Phong này anh cũng chịu. Thời điểm đó cái chuyện mai mối dễ lắm, đâu cần phải quen biết trước đâu. Nhiều khi mai mối cái ghép để làm vợ làm chồng à. Mà thiệt ra cũng không phải yêu đương gì đâu. Thấy cái bà này bà giàu, chắc chắn về đây hốt của nhà vợ được. Ảnh cũng đâu phải giàu có gì. Rồi làm mai làm mối, chị con gái cũng chịu luôn. Hai đứa cũng tiến tới sắp đợi làm đám cưới. Nhưng khi cưới về thì cái bà mẹ vợ này bà cứ tò dè tòm dèm cái thằng rể hoài. Tại thằng rể cũng ngon ăn quá mà. Đó thì cho nên bà cũng bật đèn xanh, hai người bắt đầu tò te tú tí với nhau. Cái anh Phong con rể á, cũng đã để ý cái bà già vợ này rồi. Tại vì đàn ông á, nhiều người người ta có những gu khác nhau. Có những người người ta thích gái đẹp, gái trẻ. Cũng có những người, người ta rất là mê những người phụ nữ đã từng trải, giống như cái bà Kim này. Đã trải qua một đời chồng, có con lớn rồi thì chắc chắn kinh nghiệm cũng phải dày dặn. Phải có những cái gì đó nó mang cái chiều sâu hơn là con gái mới lớn. Cho nên hai người mới sáp lại với nhau, rồi ăn ở, lén lút cái đứa con, đứa vợ của mình trong nhà. Và thời điểm đó, ông chồng của bà Kim là ông già vợ đó, ổng không biết. Cái chị con gái là cái chị vợ cũng không hề biết. Thằng con trai út cũng không hề biết luôn. Tiếp theo cái lời khai rất là mang rợ, cầm thú của hai mẹ con này. Ăn dụng nhiều quá rồi, sợ là đôi khi mình đi đêm nhiều quá cái gặp ma. Kiểu như là sợ á, ông chồng mình ổng phát hiện rồi chết với ổng nữa. Tại vì ổng cũng rất là khó. Ổng mà gặp một cái là ổng đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà liền. Thậm chí là ổng có thể đưa mình vô đường chết luôn nữa, chứ không phải chơi đâu. Ổng không phải dạng vừa. Cho nên mặc dầu ăn dụng thì ăn dụng, nhưng bà cũng sợ ổng lắm nghe. Hồi đó giờ ăn dụng trót lọt nhiều lần rồi,
Nhưng lâu lâu ổng cũng có phần hơi phát hiện. Bà nghĩ ổng hơi nghi nghi, tại vì chưa có thấy cái cặp mà bà và vợ với lại thằng rể nào mà nó thân mật tới mức độ đó. Đi đâu cũng kêu thằng rể chở. Bà và vợ với thằng rể làm gì tò tò với nhau hoài vậy? Ổng thì đi làm, ổng đâu có ở nhà với bà hoài được. Ổng cũng ghen chứ. Thành ra bà phải chuẩn bị tâm lý trước. Bà biết ổng là cái gai trong mắt đầu tiên của mình, mình phải loại trừ đi. Cái nhà này không có ổng là không có ai cản được mình được hết. Còn con nhỏ con gái của mình đó hả, trời ơi, sức mấy mà nó bật lại mình, bà trị được nó hết. Nhưng riêng ổng thì không. Thành ra nằm đêm suy nghĩ hoài. Bà quyết định kết hợp với là thằng rể của mình, hai đứa trừ khử ổng luôn. Mà bằng cách nào bây giờ? Cái thằng rể tên Phong á mới nảy ra một cái ý tưởng như thế này. Nó mới nói với bà và vợ của nó vậy nè: ngày mốt á, em dẫn hai đứa nhỏ đi coi hát đi, đi coi cải lương đi. Mình ơn tôi ở nhà cho, tôi xử nó. Ở ngoài thì kêu là mẹ mẹ con, chứ thật ra nói chuyện với nhau á kêu là anh với em không à. Tại vì đâu có xê xích tuổi bao nhiêu đâu. Bà cũng đồng ý luôn. Tới đúng cái ngày hẹn rồi đó, thì bà mới dẫn cái người vợ của Phong, chính là con gái của bà đó. Bà dẫn nhỏ con gái, dẫn thằng con trai rủ đi coi cải lương. Cái chị này cũng mê lắm, đi coi đâu có biết cái gì. Vậy là lúc này trong nhà chỉ còn mình ên thằng rể tên Phong thôi. Ở nhà chuẩn bị đồ hết các thứ rồi. Đó thì lấy ba cái bia trong tủ ra, mua thêm một chút thuốc mê nữa. Bữa tối đêm đó ông về, về nhà không thấy ai hết, chỉ có thằng rể ở nhà thôi à. Thiền Phong á mới rủ với ổng nói: ba lên lầu hai cho con mình nhậu. Hồi đó tới giờ, từ lúc mà con về con cưới con gái ba giờ, cha con mình chưa nhậu riêng bao giờ hết. Ổng cũng đồng ý luôn, tại vì ổng cũng mê nhậu. Ổng thấy lần đầu tiên rể mình rủ mình nhậu á, lên trển ngồi nhậu với nhau. Ổng uống không à, thằng này nó cũng uống, nhưng mà tại trong cái ly bia của ổng á đã có thuốc mê rồi. Mới uống chưa được chục ly bia nữa là nằm ổng ngã ngay ổng ngủ rồi, cộng thêm hồi nãy ổng xỉn từ ngoài đường rồi. Tới khúc này thì cái thú tính của Phong nó trỗi dậy lên. Bây giờ sao ta? Giờ làm cho ổng tắt thở bằng cách nào giờ? Trong đầu bây giờ chỉ muốn có tiền, có nhà, có cửa, có tài sản. Con nhỏ người tình của mình nó cung phụng cho mình thôi. Thành ra bị đồng tiền che mắt rồi, chỉ muốn hại cho cái ông này ổng chết đi. Ổng nằm mê man bất động, đâu có biết gì nữa. Bởi vậy đó, là theo những cái lời kể của Phong trong đồn á, Phong cầm hai cái giò của ổng, lôi ngược từ trên tầng trên á, lôi xuống cầu thang. Mọi người hình dung đi, cầm cái giò mà lôi, cái đầu nó đập vô từng bậc cầu thang, làm cạch cạch cạch, làm cọc cọc cọc, làm hoài, kéo từ tầng 3 kéo xuống đất vậy nè, thì cái đầu nào còn. Cố tình làm vậy cho ổng mau đi mà. Xong rồi kéo ra tới một cái mảnh vườn kế bên á, là chỗ có cây mít á. Thời điểm đó chưa trồng lên cây gì hết á, một cái miếng đất trống thôi. Đào sẵn cái hố rồi mà đào thiệt sâu, chứ không có đào dài ra. Lúc đó chuẩn bị đưa cái người của ổng xuống hố rồi á, thì nó rờ cái lỗ mũi của ổng, nó thấy ổng còn ngáp ngáp, ổng chưa có tắt thở hoàn toàn. Nhưng thôi, nó đẩy ổng xuống cái một luôn, giống như là cái hang của những cái con tôm tích ngoài biển á, nó con cái hủng xuống vậy nè, đưa xuống, cắm cái đầu dở cái chân lên thiệt sâu xuống vậy nè, rồi lấp đất lại. Hên sao ngay trong cái lúc mới vừa làm á, thì bà Kim bà dẫn hai đứa con về. Hai đứa kia về lên phòng, nằm trên phòng thôi à, tại vì cứ nghĩ chồng của mình nó đi nhậu chưa có về. Bà đó thì bà đứng ở nhà trước, bà ngó ra cửa sổ rồi nè, bà giả bộ bà nói Phong Long thôi. Bà biết thằng rể của bà đang làm gì rồi, tại vì bà nhìn ra thì bà thấy thằng Phong á, nó đang đứng trên cái chỗ đó mà nó cứ dậm 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 vậy nè, dậm cho cái đất nó dẻ xuống. Bà hỏi xong chưa, thì ngoài này mới nói là xong rồi. Cái bà hỏi tiếp là ở đâu ạ? Phong trả lời là ở ngoài vườn nè, chỗ ngoài cái hồ cá đây nè, xong hết rồi, kỹ càng rồi, yên tâm đi. Kiểu như là ra tín hiệu với nhau vậy đó. Xong rồi bước vô nhà coi như chưa có chuyện gì hết. Lúc đó hai người này coi như tẩy trắng hoàn toàn, không biết cái gì hết trơn vậy đó. Thì cái người con rể tên Phong á cũng dẫn vợ của mình lên phòng ngủ như bình thường, đâu có chuyện gì đâu. Ban đêm ngủ với vợ, nhưng ban ngày lén phán với bà và vợ. Qua bữa sau, bà Kim này á, bà cũng chu đáo lắm. Bà đi mua bà cái vôi trắng, vôi bột á, bà rải ngay tại chỗ đó, kiểu như bà làm cho bớt cái mùi. Bà cũng mua cái cây, mua đại à, vô tình sao mua ngay một cái cây mít, bà trồng luôn. Bà trồng ngay chỗ đó ha. Cây bà mua một cái hồ cá, bà để đó nè. Mua tiểu cảnh này nọ, xây nên một cái hồ cá nữa, kiểu như là cố tình che lấp đi cái chỗ đó gì đó. Rồi cây dòng dòng chỗ đó bà treo ba cái chậu cây cảnh này nọ các kiểu vậy nè. Nhưng chắc do ám ảnh quá, con người mà, trời ơi, máu lạnh thì máu lạnh chứ dù sao cũng còn một chút con người trong đó.
bà ám ảnh bà ở không được. Bà mới rao bán căn nhà này, bà bán rẻ lắm. Thì bà bán cho cha mẹ của chị Quyến đây nè, là bạn của chị đó. Bà bán lại, xong cái cả gia đình chuyển về Tân Bình để mà ở. Lúc đó thì cả nhà vẫn ở chung, bà vẫn sống chung với thằng rể, con gái với cái thằng con trai của mình. Tuy nhiên lúc này, chòm xóm người ta nói, ủa bà Kim, chồng bà đâu rồi? Ủa ông Trấn đâu mà sao lâu lắm không thấy ổng ở nhà nghe? Bà với ổng lục đục hả? Bà trả lời tỉnh bơ à. Bà nói trời ơi, cha già đó hả, tối ngày đi ăn gái ngoài không hả? Rồi về cự lộn với tôi ghen lắm. Cự lộn xong cái giờ giận tôi rồi, đi qua Campuchia ở với gái bà nè. Tôi không thèm kiếm luôn, tôi kệ đi. Ổng làm lỗi tôi nào, ổng về cũng về. Nói vậy đó. Nghe bà nói vậy thì người ta biết vậy, chứ đâu có ai cãi gì đâu. Thậm chí bên phía gia đình chồng của bà là bên nhà của ông Trấn á, người ta cũng qua hỏi. Hỏi ủa sao mà chị thấy Trấn đã mất tiêu rồi sao? Không thấy nó hồi âm hay là không thấy nói chuyện gì trơn vậy? Gửi thơ cho nó cũng không có trả lời. Rồi qua nhà kiếm cũng không thấy nó nhà luôn. Lên cơ quan cũng không thấy nó trở nữa. Bà cũng trả lời y vậy. Bà nói ông vợ ông ăn cái ngoài rồi, ông không có còn thương em nữa. Trời ơi, chỉ biết không đi qua bên tới Campuchia ở với nó bệnh á, đóng vai nạn nhân. Thành ra người ta càng thương bà, người ta ghét cái ông này. Đâu có ai nghĩ cái chuyện động trời bà đã làm vậy đâu. Cộng thêm một cái nữa, chính quyền sau khi mà mới giải phóng được có vài năm mà, người ta cũng còn hơi lỏng lẻo cái chuyện hộ tịch, rồi cái chuyện ra vô kiểm soát này nọ. Đi đâu hay làm gì đó người ta cũng không có để tâm gì mấy như bây giờ. Mà chỉ nói không hiểu á, cái người con gái của bà Kim này không biết hay cố tình không biết cái chuyện là chồng mình đang lén phán với mẹ ruột của mình. Có thể là không biết, tại vì cái chị con gái này á khá là hiền, nói chung là cũng không có nghĩ sâu xa gì đâu. Nhưng nếu có biết á thì chắc cũng không dám nói gì. Tại vì chị này chỉ là ở nhà rồi ăn bám tiền của mẹ mình với chồng của mình thôi hà. Mà trong khi đó thằng chồng của mình cũng ăn bám mẹ của mình luôn, đâu dám hó hé đâu. Sợ mình phát giác ra mẹ mình bả không lo cho mình nữa là sao. Kiểu con nhà tiểu thơ mà. Tuy nhiên mình nghĩ cái khả năng cao á là cái chị này không biết đâu, tại vì cũng hơi ngây thơ. Về bên đó ở được thời gian á thì cái chị con gái nè, chỉ thấy sao mẹ của mình bắt đầu bả đổ tính đổ nết. Bả giống như một cái người bị điên vậy đó. Cứ tối ngày bà cứ ra vô bà cứ thập thò. Bà nói ông ơi đừng hại tôi, đừng dậy ám tôi ông ơi, cứ vậy hoài đó. Bà sợ sệt hoài, không ăn uống gì được, mà cũng không có giao du, không nói chuyện với ai luôn. Cứ rút trong một cái xó vậy đó, giống như có ai chuẩn bị tới bắt bà đi vậy đó. Mà cái chị này đâu có hề biết, hỏi bà đâu có dám trả lời. Rồi trong thời điểm đó, chị này với lại cái thằng Phong là cái người con rể đó, cũng cãi lộn với nhau hoài luôn. Bắt đầu nó lộ cái tính vũ phu của nó ra, đánh đập vợ. Chưa có con nha. Rồi bất ngờ một cái, bữa hôm sau chị này phát hiện ra Phong, chồng của mình á, với lại mẹ ruột của mình đang cãi lộn với nhau. Hai người này hồi đó giờ mẹ con đâu có bao giờ cãi lộn với nhau sinh tử lửa vậy đâu. Ảnh chửi mẹ của chị này không ra một cái gì hết trơn á. Chửi mày á là cái con điếm, mày á là cái thứ gái lăng loàn, mày á mày xúi tao á, mày xúi tao giết ổng, mày là một cái con quỷ chứ không phải mày là người. Chửi vậy đó. Có thằng rể nào mà chửi bà vợ vậy không? Trong cái thời gian đó là chị này thấy gia đình của mình khủng hoảng luôn, thiếu điều muốn banh chành, tan nhà nát cửa đó. Mà chị cũng không biết phải làm gì, tại vì mình yếu thế mà. Thường thường á, một đêm bà Kim này bà ngủ không có quá 2 tiếng. Bà cứ nằm bà la hét hoài luôn. Giò của bà thì giống như bị ai giật vậy đó. Rồi tay chân bị ngắt nhéo, nói chung là bị làm hại rất là nhiều. Hồi đầu á, bà cứ tưởng về cái đất này á, ma cỏ nó ám hại bà. Nhưng sau này bà mới biết chồng của bà về đòi mạng bà chứ ai. Ổng cứ về kêu bà hoài. Những cái lúc mà bà lén phén với thằng Phong đó, hai người nằm vậy nè, vậy đó bà mở mắt ra bà thấy nguyên một cái bộ xương nằm chính giữa hai người vậy nè. Nằm xong rồi cái bộ xương bắt đầu dựng ngược lên, cái đầu chỏng xuống giường mà cái giò tuốt ở trên cái trần nhà trên á. Bà sợ bà đái trong quần mấy lần luôn mà. Bà kể cho thằng Phong nghe đâu có tin, tại vì Phong rất là vô thần, đã ra tay làm được cái chuyện đó thì mắc gì phải sợ. Rồi đêm nào cũng vậy hết, cứ ngủ là bị giống như là xương sẩu gì đó, nó đè một đống trên người, hửi toàn là cái mùi hôi thối không à. Bà chịu đâu có nổi. Cộng thêm bây giờ á, bà với thằng Phong cãi lộn với nhau, tự nhiên nó khùng nó điên lên chửi bà quá trời luôn. Bà chịu hết nổi rồi, bà ra đồn công an á, bà tự thú luôn. Thì mới có cái vấn đề ngày hôm nay xảy ra, là công an người ta dẫn bà với lại cái người con rể tên là Phong á ra đây dựng lại cái hiện trường, rồi đào lên đây nè. Chung quy lại cái khoảng thời gian bà bị nhát, bà phải chịu những cái tra tấn về tâm lý, không phải một vài tháng hay một năm đâu nha, rất là nhiều năm luôn.
Tại vì khi bà chuyển nhà về Tân Bình bà ở, bà sống rất nhiều năm. Trong cái thời gian dài đó là liên tục gặp những cái chuyện lạ. Tới đỉnh điểm á, thì bà thấy cái bộ xương đó, bà mới ra bà đầu thú. Tại vì khi mình kể ra nghe nó mau vậy đó, chứ cái quá trình mà người ta trải qua đó, nó lâu lắm chứ không phải nó mau như vậy đâu. Qua câu chuyện này thì phải nói rất là tội nghiệp. Tội nghiệp đầu tiên chính là cái người đàn ông đã bỏ mạng đó. Thứ hai chính là cái người con gái, vợ của Phong, là con ruột của bà Kim này. Chỉ vì cái thói lăn loàn trắc nết của bà mẹ ruột mình, rồi thêm cái thói tham lam của thằng chồng mình nữa, mà gia đình bây giờ người chết, người ở tù, mà người không có được hạnh phúc, ám ảnh cả cuộc đời luôn. Qua câu chuyện này mới thấy, mặc dầu cái vụ án đã được sắp xếp một cách rất im xuôi rồi, rồi thời thế lỏng lẻo đâu có ai quan tâm đâu, vậy đó. Mà trước sau gì, 9-10 năm hay là mấy chục năm, cả trăm năm, trước sau gì thì nó cũng phải bị bại lộ ra thôi, bằng cách này hay cách khác, có thể người sống, có thể là người chết không chừng nữa. Cũng như tất cả những cái vụ án ly kỳ mình từng thấy trên báo thôi, sau mười mấy 20 năm mà người ta vẫn tìm ra được mà. Trong đó có những cái phần rất là hy hữu về tâm linh nha, chứ không phải là người ta căn cứ đinh ninh theo pháp luật, theo con người đâu. Trong một số vụ việc đó, có những linh hồn người ta về báo mộng, hoặc là giống như có ai đưa đường chỉ lối dẫn tới chỗ này chỗ kia để mà tháo gỡ nút thắt của từng vụ án. Và đó cũng đã khép lại cái tập truyện ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.